Cô gái 16 tuổi tự mình trang điểm quyến rũ trưởng thành, dù cô ấy miễn cưỡng nhưng vẫn chào đón đi về phía khách hàng với nụ cười trên môi. Buổi tối ngày thứ hai lúc cô gái đang trên đường về nhà, một chiếc xe màu đen dừng ngay trước mặt cô ấy. Người đàn ông tiến đến cho cô gái một cái tát, hỏi cô ấy chuyện gì đã xảy ra với khách hàng. Sau đó đột ngột kéo cô gái lên xe, ông chú da đen ở bên cạnh muốn ngăn lại, nhưng vì trong tay đối phương có súng, anh ấy chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn cô gái bị đưa đi. Ông chú thực chất là một biệt kích hoạt động đen, bạo lực quanh năm và cuộc sống nguy hiểm khiến nội tâm của ông chú mệt không chịu nổi. Vì để rời khỏi tổ chức, anh ta đã nguy tạo giả dối cái chết của chính mình, ẩn danh đến một cửa hàng làm bốc vác mỗi tối. Ông chú đều sẽ đến quán rượu, gọi một tách trà nóng ngồi ở trong góc đọc sách. Ở đây anh ấy đã gặp gỡ nhân viên mới Terry, từ trên người cô gái này ông chú nhìn thấy được cô gái này đối với vận mệnh không cam tâm. Hai ngày sau ông chú từ miệng của ông chủ quán rượu biết được Terry bị người đánh nặng đến nỗi phải nhập viện. Ông chú mau chóng đến bệnh viện nhìn thấy bên cạnh Terry có người, anh ta không muốn tiến đến làm phiền, đợi đến khi người bạn của Terry đi ra mới hướng về cô ấy để hỏi chuyện của Terry. Thì ra hai ngày trước lúc Terry tiếp khách thì bị làm nhục, Terry vì quá tức giận đã đánh đối phương. Ông chủ sau khi biết được nổi cơn thịnh nộ đã đem Terry đánh trọng thương, còn cảnh cáo cô ấy nếu có lần sau sẽ cắt lưỡi của cô ấy. Nhìn vào đĩa nhạc mà Terry đã tặng cho mình, ông chú quyết định hành động. Anh ấy tìm đến ông chủ của Terry, cầm lấy tiền tích góp cả đời của mình, $9,800, muốn giúp Terry chuộc thân. Nhưng đổi lại là sự châm biếm tàn nhẫn của đối phương, bọn chúng thà rằng mang Terry ném vào thùng rác, chứ không bằng lòng trả tự do cho cô ấy. Ông chú mặt không cảm xúc nhận lại tiền, đẩy đầu lâu trên bàn hướng về phía đối phương. Quay người đi về phía cửa đóng cửa, khóa lại, lạnh lùng quan sát xung quanh. Lúc này, mọi thứ trong căn phòng đều lọt vào tầm ngắm của anh ta, ly rượu, dao găm, súng, đồ mở nắp chai. Toàn bộ đều trở thành vũ khí để anh ta giết người. Ông chú tính toán kỹ thời gian bấm giờ đồng hồ, chậm chậm tiến về phía đối phương. Nhanh chóng giải quyết bọn chúng, anh ấy chỉ dùng 28 giây. Ông chú ngồi trước mặt ông chủ đang hấp hối, lạnh lùng nói với ông chủ, đáng ra anh nên nhận số tiền đó. Ông chú không hề biết rằng, ông chủ bị anh ấy giết chết thực ra chỉ là một tiểu lâu la trong băng đảng. Chủ băng đảng biết được cấp dưới của mình bị giết ngay lập tức phái cấp dưới sang Kun đến điều tra sự việc. Mà người đàn ông này không đơn giản, cô gái bị người đàn ông ép buộc ngồi lên ghế. Từ miệng cô ấy người đàn ông biết được rằng, có một ông chú da đen từng đi đến bệnh viện thăm Terry. Sau khi bóp chết cô gái, Sang Kun giả danh người mang trà đến nhà ông chú. Ông ta cho rằng mình ngụy trang rất tốt, ông chú vẫn nhìn thấu được lỗ hổng trong đó. Anh làm thế nào tìm được tôi? Tôi đã trả tiền mặt và không đặt chỗ, làm sao tìm thấy được tôi? Đây là công việc của chúng tôi thưa ngài, chúng tôi là ai? Chúng tôi sẽ tìm được người mà chúng tôi muốn tìm, chúng tôi là ai? Hai người nhận ra lần này đã gặp được đối thủ. Buổi tối như thường lệ ông chú đến quán rượu đọc sách. Lúc này một người thợ điện tiến vào, ông chú liếc mắt liền nhìn ra hắn ta là sát thủ. Nếu bạn thực sự là thợ điện thì bàn tay không dài như thế. Bị nhìn thấu thân phận, đối phương quả nhiên rút súng ra. Giải quyết đối thủ một cách nhanh chóng, ông chú dùng dao cắt đứt mạch điện, che đi tầm nhìn của bọn sát thủ bên ngoài, đi khỏi quán ăn, chụp rõ hình dáng của Sang Kun, đi vào một con ngõ nhỏ rồi biết mất. Đối phương vẫn dám đuổi theo, vậy thì khiến các người có đi không có về. Ông chú về nhà xử lý vết thương, bọn sát thủ nhẹ nhàng tiến vào nhà. Lúc bọn chúng mở cửa nhà vệ sinh, bên trong chỉ có tiếng vòi nước chảy. Thì ra ông chú sớm có phòng bị, đang núp ở nơi an toàn quan sát bọn chúng. Bọn sát thủ ở trong nhà của ông chú, tìm thấy thuốc chống say và vé máy bay, kết luận là ông chú đã bỏ trốn. Nhưng Sang Kun lại nhìn ra đó là một cái bẫy. Hắn ta rõ ràng không rời đi. Hắn ta đang âm thầm theo dõi chúng ta. Bọn họ không tìm ra được thứ gì đành tạm thời rời đi, mà ông chú lập tức tìm đến người bạn cũ, nhờ bọn họ điều ra giúp thân phận của Sang Kun. Rất nhanh người bạn đã đem tư liệu đến, hóa ra Sang Kun từng phục vụ trong lực lượng đặc biệt của Liên Xô, là người thông minh lại tàn nhẫn. Sau khi Liên Xô tan rã nó được chuyển giao cho khu vực tư nhân, hiện hoạt động riêng cho các băng đảng xã hội đen Nga. Hắn ta sẽ truy sát ông và những người bên ông mãi mãi. Nhằm chấm dứt hoàn toàn hang ổ của băng đảng trên đất Mỹ, ông chú tìm thấy một cảnh sát da đen nhận hối lộ, đấm một cú đánh gục anh ta vào trong xe, sau đó đóng cửa và khởi động xe, đổ khí thải vào xe thông qua đường ống. Người cảnh sát da đen rất nhanh không chịu nổi, nói cho ông chú biết vị trí của băng đảng, tiếp đó hai người nhanh chóng đến nơi. Ở đây mọi nơi đều có đàn em trang bị súng,
rất nhiều tiền mặt chất đống trên mặt đất, công nhân vận chuyển chỉ có thể dùng xe đẩy. Ông chú giả vờ mới đến muốn điều động mọi người rời đi, nhưng đối phương căn bản không nghe, còn chĩa súng vào ông chú. Không sao, không sao, không sao đâu. Dưới sự áp đảo của ông chú, công nhân nhanh chóng bị sa thải. Ông chú từ bên trong két sắt tìm thấy bằng chứng cho thấy xã hội đen hối lộ quan chức, đem gửi tất cả bằng chứng cho FBI. Sau đó tìm đến một nhà hàng cao cấp, trực tiếp ngả bài với Sang-kun, ăn miếng trả miếng. Tôi sẽ nhân đôi nó, hoặc là ông cũng thể gọi cho đại ca của ông và bảo hắn ta dừng lại tất cả. Đến tối ông chú lại từ dữ liệu tìm ra hắc bang sử dụng các công ty túi ra để buôn lậu dầu thô. Ông chú đến thẳng nơi giao dịch, phóng hỏa thiêu rụi toàn bộ nhà máy dầu. Hàng chục mục tiêu ngay lập tức biến thành cát bụi. Lão đại hắc bang nghe tin nhà máy dầu bị phá hủy, lập tức gọi cho Sang-kun để hắn ta giết ông chú bằng mọi giá. Sang-kun vì ép ông chú lộ diện đã bắt cóc đồng nghiệp của ông ấy và đe dọa ông chú trong vòng 30 phút không đến thì sẽ giết hết toàn bộ. Ông chú ngắt điện thoại, đi xe buýt đến trung tâm mua sắm. Nhìn thấy anh ta thì bắn. Nhưng trên xe buýt căn bản không có người, chỉ có một cái điện thoại đang chuyển tiếp cuộc gọi. Ngay khi tên sát thủ chuẩn bị giết một con tin, trung tâm mua sắm đột nhiên phát nhạc. Sát thủ không biết chuyện gì đang xảy ra, mang theo một người bảo vệ mập đến phòng phát sóng kiểm tra. Sát thủ vừa tắt micro, ông chú đột nhiên xuất hiện. Rất nhanh một tên sát thủ khác tiến đến kiểm tra. Ông chú để cho tiểu mập thu hút sự chú ý của đối phương, sau đó tấn công từ phía sau, một cú đấm lại giải quyết thêm một tên. Sang-kun nhận thấy có điều không đúng, đem theo hai tên sát thủ đến kho hàng. Ông chú lập tức ngắt điện, đem toàn bộ đèn ở đây tắt đi, cửa kho hàng cũng tự động đóng lại. Trò chơi mèo bắt chuột ngay lập tức bắt đầu. Ông chú đem bao cát giải xuống đất, một tên sát thủ đi qua và nhìn xuống dưới chân. Ông chú chỉ lạnh lùng nhìn hắn, đảm bảo rằng tên đó tắt thở mới quay lưng rời đi. Một tên sát thủ khác tìm được nơi này, nhìn thấy dưới đất có vết máu. Hắn ta ngẩng đầu nhìn lên, đột nhiên một cây giáo đâm thẳng vào cổ hắn. Ông chú chuẩn bị bước đến thu thập vũ khí, nhưng bị Sang-kun phát hiện, đánh trúng vào vai. Ông chú trốn vào chỗ an toàn, đốt thanh sắt đỏ bằng súng phun lửa, trực tiếp đè vào vết thương đang chảy máu. Cách khó nhằn này hỏi thử bạn đã thấy qua bao giờ chưa? Sát thủ vẫn ở trong bóng tối tìm kiếm, một mũi khoan điện phía sau đột nhiên đè lên đầu hắn ta. Lại gặp một tên sát thủ râu sồm, nhưng thân thể đối phương quá mạnh mẽ, ông chú suýt ngỏm tỏi. May mắn trước đó ông chú đã nhặt vài miếng thủy tinh, một đao giải quyết tên râu sồm. Ông chú tính toán xong thời gian, kêu tiểu mập chạy ra hộp điện mở cổng chính mình đi thu hút tên sát thủ cuối cùng. Trong lúc tiểu mập bật công tắc, toàn bộ nguồn điện ngay lập tức khôi phục. Sát thủ đột nhiên nghe thấy động tĩnh phía sau lưng, vừa quay lại liền bị quả bom cài sẵn của ông chú nổ chết. Sang-kun cầm súng đến phòng phân phối điện, tiểu mập thấy không có đường thoát, cầm súng chuẩn bị tử chiến với đối phương. Thời khắc sống còn, một chiếc đinh thép xuyên qua cánh tay của Sang-kun. Ông chú cầm súng bắn đinh kịp thời đến cứu, không đợi Sang-kun mở miệng liền bắn liên tiếp 3 phát súng hạ gục tay chân của hắn ta. Anh đến cùng là ai? Ông chú không trả lời. Một phát kết liễu tính mạng của Sang-kun. Vì diệt trừ hậu hoạn, ông chú đến trụ sở của lão đại hắc bang ở Moscow, tạo ra một hiện trường tai nạn, để ông chùm chết vì điện giật. Đến đây toàn bộ băng nhóm đã bị một mình ông chú diệt trừ. Sau đó không lâu Terry được xuất viện, cô ấy một lần nữa tìm thấy ông chú. Nhìn cô gái khác hoàn toàn so với trước đây, ông chú cảm thấy rất hài lòng. Buổi tối cùng một quán rượu cùng một vị trí, ông chú bật máy tính và trả lời từng email một. Nội dung bên trong đều là lời cầu cứu của người lạ, xem ra việc ông chú thay người khác báo thù vẫn còn đang tiếp tục.